Bao nhiêu sợi bạc màu sương, bấy nhiêu lần mẹ lo buồn vì tôi. Con ngoan rồi đấy mẹ ơi, ước gì tóc mẹ bạc rồi lại xanh. Bạn tôi ơi, có bao lần bạn lo cơm áo gạo tiền nơi phố thị, bạn rất ít lần về thăm quê nhà, bạn rất ít lần nhìn thấy mái tóc bạc phơ của mẹ, của cha. Và có bao giờ bạn tự suy nghĩ, có một lần nào đó, bạn được chạm tay vào mái tóc ấy và giúp mẹ mình, cha mình trở nên tươi trẻ hơn và lấy lại nét đẹp của thanh xuân. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, bây giờ hãy cùng Lý trải nghiệm 9 phút giúp mẹ của mình lấy lại mái tóc thanh xuân bạn nhé. Với thiết kế đầu lượt chải tối ưu và tiện dụng, ba hoặc mẹ của bạn có thể chải tự chải một cách dễ dàng, không cần phải pha trộn ra bát hay là trộn công thức một cách lích kích. Chỉ cần bơm dầu gội ra lượt và chải thôi, thật đơn giản phải không nào? Bạn có thể thấy đây là màu đen hơi nâu của chiếc xuất lá henna nhập khẩu từ Ấn Độ cùng với dầu sa chi, quả amla và nấm linh chi. Những nguyên liệu thiên nhiên này sẽ giúp mái tóc của bạn mềm mượt cũng như là giảm rụng tóc hiệu quả. Bạn có thể tự tay trải nghiệm chiếc lượt gội này vô cùng đơn giản bằng cách chải từ trước ra sau và tách từng nếp tóc nhỏ để dầu gội có thể thấm sâu vào từng sợi tóc bạn nhé. Thao tác vô cùng đơn giản và dễ làm tại nhà. Ta-da! Và sau 9 phút từ mái tóc bạc ban đầu, mình đã giúp mẹ mình lấy lại mái tóc đen mượt của tuổi thanh xuân chỉ sau 9 phút. Và nếu bạn nào muốn tặng những món quà ý nghĩa này đến ba mẹ của mình thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với Lý qua số hotline 0938 585 695. Lý luôn ở đây và sẵn sàng chia sẻ đến bạn chai dầu gội tuyệt vời này nhé.